Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết của nét chấm trong thư pháp các bạn nhé. Nét chấm trong thư pháp bút lông thì các bạn sẽ viết từ trên xuống dưới, nhấn cho mình ở giữa nét chấm này. Sau đó thì nhả nhẹ ra từ từ, đồng thời nhấc cao ngọn bút lên, kéo nhẹ xuống phía dưới sang phía bên tay phải. Vì đây là phần bụng nét cho nên mình sẽ ưu tiên nó. Đấy, hoàn thành xong nét chấm này thì nó sẽ có phần lưng hơi gù lên trên, có hai góc ở phía bên tay phải. Còn phần bụng phía bên dưới mặt trái thì nó sẽ là bằng phẳng. Cách viết nét chấm dài trong thư pháp được viết như sau. Đầu tiên các bạn khởi bút từ trên xuống dưới, tăng nhẹ lực tay ở phần thân và đuôi nét, nhả nhẹ ra từ từ. Phần đuôi nét có phần bụng mặt trái bằng phẳng và phần lưng thì hơi gù. Chấm dài sẽ được viết dài hơn so với chấm ngắn. Nét chấm trái mình sẽ khởi bút từ trên xuống dưới, đầu nhọn, đuôi tròn, tăng lực tay dần về phía đuôi, sau đó gợn nhẹ lại một chút. Chấm trái có kích cỡ nhỏ hơn chấm dài và to hơn chấm ngắn một chút. Hình thái của nó hướng nhẹ sang bên tay trái các bạn nhé. Nét chấm hất khởi bút làm một nét chấm ngắn, nhấn ở phần thân, sau đó xoay bút nhẹ, hất nhẹ từ dưới lên trên, từ trái qua phải, đầu và đuôi đều nhọn. Nét chấm hất này thường được kết hợp với lại nét chấm ngắn hoặc là nét phẩy ngắn, trong thư pháp gọi là nét khiêu điểm. Cách viết nét chấm móc hình mỏ chim trong thư pháp. Nét chấm móc này chúng ta cũng khởi bút làm một nét chấm ngắn, xoay nhẹ một vòng. Sau đó tới đoạn giữa của nét chấm thì các bạn bật nhẹ xuống dưới, sau đó tạo ra nửa hình ô vuông, dạng như kiểu hình chữ V ấy các bạn. Đấy, thì nét chấm móc này thường được thay thế cho nét chấm ngắn ở trong một số trường hợp. Cách viết nét chấm sổ trong thư pháp được viết như sau. Khởi bút làm một nét chấm, nhấn và quay đầu kéo thẳng từ trên xuống dưới. Phần đuôi chúng ta sẽ hơi gợn lại một chút. Chấm sổ trong thư pháp thường kết hợp với lại nét ngang để tạo ra bộ đầu hoặc là ngang móc để tạo ra bộ miên, nét chữ khỏe khoắn, sinh lực. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết nét ngang ngắn trong thư pháp được viết như sau. Đầu tiên chúng ta khởi bút với lực nhẹ, kéo nhanh từ trái qua phải theo hướng ngang, tăng lực tay ở phần thân và cuối đuôi, các bạn sẽ cắt gập như thế này. Hình dạng của nét ngang ngắn có phần đầu nhọn và đuôi thì đậm, cắt góc để tạo ra điểm nhấn sắc sảo cho nét ngang ngắn này. Cách viết nét ngang nhỡ trong thư pháp được viết như sau. Chúng ta khởi bút ở phần đầu có điểm cắt, kéo nhanh từ trái qua phải theo hướng ngang, hơi chếch nhẹ lên trên. Phần đuôi chúng ta sẽ cắt gập. Đấy. Ngang nhỡ này có kích cỡ dài hơn ngang ngắn và nhỏ hơn ngang dài. Ngang dài trong thư pháp, nhấn ở phần đầu kéo nhanh từ trái qua phải, thân nét cong cong hình như hình quả chuối. Cuối đuôi chúng ta tăng nhẹ lực tay và cắt ở phần mép để tạo ra điểm cắt. Như vậy, đầu và đuôi của nét ngang dài đều có điểm cắt. Thân nét sẽ giảm lực tay, hình thái hơi cong nhẹ. Sổ kim trong thư pháp được viết như sau. Các bạn khởi bút làm một nét chấm ngắn, nhấn sau đó quay đầu bút đi xuống phía bên dưới. Nhớ là lực tay sẽ luôn duy trì tới cuối đuôi, các bạn mới giảm lực tay, sao cho vuốt nhọn để đuôi nét nhọn. Hình thái từ đầu tới cuối của nét sổ sẽ phải thẳng. Sổ kim được sử dụng là nét sổ được viết cuối cùng trong một chữ Hán. Trong thư pháp thì nét sổ kim ứng dụng cũng khá là nhiều, các bạn cần chú ý một chút luyện tập nét sổ kim này. Cách viết nét sổ gọn trong thư pháp được viết như sau. Khởi bút làm một nét chấm, quay đầu bút đi xuống phía bên dưới, giảm lực tay ở phần thân nét. Cuối đuôi các bạn chú ý tăng nhẹ lực tay lên, đẩy nhẹ sang trái, sau đó vuốt nhẹ ra từ từ. Đuôi nét này sẽ được viết nhọn, tuy nhiên không nhọn bằng sổ kim. Hình thái của nét sổ gọn, đầu đuôi được viết đậm, thân được viết thon gọn, giảm lực tay. Sổ gọn được sử dụng là nét sổ nhưng không phải được viết cuối trong một chữ Hán. Cách viết nét sổ ngắn trong thư pháp. Chúng ta khởi bút kéo nhanh từ trên xuống dưới, cuối đuôi các bạn sẽ nhấn đẩy nhẹ sang tay trái, sau đó vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, nhọn lại như thế này. Đuôi của nét sổ ngắn giống như nét sổ gọn nhưng được viết nhỏ hơn một chút. Sổ ngắn có hình thái được viết nhỏ hơn sổ gọn và sổ kim. Phẩy nằm sẽ được viết như thế nào? Chúng ta cùng quan sát.
Đầu tiên các bạn khởi bút làm một nét chấm ngắn, nhấn sau đó xoay nhẹ, đẩy nhẹ sang phía bên tay trái. Quá trình tạo ra phần thân nét phẩy nằm cảm nhận lực tay, đuôi nét sẽ giảm lực tay vuốt nhọn. Phẩy nằm này sẽ được viết ở trên đường kẻ ngang và thường có vị trí được viết ở phía bên trên so với tất cả các nét còn lại. Nét phẩy ngắn được viết như sau: khởi bút một nét chấm ngắn, nhấn xoay nhẹ bút từ trên xuống dưới khoảng 45 độ từ phải qua trái. Thân nét sẽ luôn duy trì lực tay, cuối đuôi các bạn giảm lực tay nhẹ. Phẩy ngắn có hình thái hơi cong nhẹ một chút, cắt qua đường kẻ ngang, kích cỡ nhỏ hơn phẩy dài và nó dài hơn so với nét phẩy nằm. Phẩy ngắn này thì các bạn nhớ là giảm lực tay cuối đuôi. Chúng ta khởi bút một nét chấm, nhấn xoay nhẹ bút từ trên xuống dưới. Quá trình phần thân nét sẽ luôn duy trì lực tay, cuối đuôi giảm lực tay vuốt nhọn. Như vậy nét phẩy dài được viết giống như phẩy ngắn nhưng kéo dài phần thân nét, góc độ vẫn khoảng 45 độ, chéo từ trên chéo xuống dưới. Cách viết nét sổ phẩy trong thư pháp. Đầu tiên chúng ta khởi bút một nét sổ ngắn từ trên xuống dưới, tới đường kẻ ngang là hết địa phận của sổ. Sau đó xoay nhẹ bút bẻ cong, đẩy nhẹ sang phía bên tay trái để tạo ra nét phẩy ngắn. Phía bên dưới, sổ phẩy có một lực tay khỏe mạnh, chắc. Sổ phẩy có được phần sổ và phần phẩy được viết đều nhau. Cách viết nét sổ cong phẩy trong thư pháp. Khởi bút một nét sổ ngắn từ trên xuống dưới, bẻ cong dần ở phần đường kẻ ngang, sau đó tạt nhẹ sang phía bên tay trái. Ở đây chúng ta thấy là đuôi của nét sổ cong phẩy chính là đuôi của nét phẩy nằm, phải đi ngang và đi song song với lại đường kẻ ngang ở trên ô ly. Cách viết nét ngang phẩy trong thư pháp. Chúng ta khởi bút làm một nét ngang ngắn, bẻ gập ở phần phía bên trên. Phần gập này được viết giống như là phần cắt ở đuôi của nét ngang ngắn các bạn đã từng học. Phẩy dài từ trên xuống dưới, chú ý sẽ luôn duy trì lực tay, cuối đuôi giảm dần và đánh ngang nó ra. Như vậy nét ngang phẩy đánh dấu mốc các bạn học một nét gập ở trong phần viết các nét chữ trong thư pháp chữ Hán các bạn nhé. Ngang phẩy có hình thái là ngang ngắn và phẩy dài. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết nét phẩy chấm trong thư pháp. Chúng ta khởi bút làm một nét phẩy ngắn từ trên xuống dưới. Lưu ý là vượt qua đường kẻ ngang trong ô ly thì chúng ta sẽ bẻ gập đi xuống phía dưới và tăng lực tay dần về phía đuôi, tạo ra nét chấm dài. Nét phẩy chấm này thường xuất hiện trong bộ nữ và khi mà các bạn viết nó nằm ở vị trí phía bên tay trái như thế này, tức là vị trí bộ thủ nữ, vị trí nằm tay trái ấy, thì chúng ta sẽ viết nó góc độ khoảng 90 tới 100 độ. Đấy. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn bộ lữ luôn. Đấy, thì vừa rồi là mình vừa viết đó là nét sổ cong phẩy. Tiếp theo nét hất, các bạn nhìn hướng mũi tên, hất từ dưới hất lên trên. Nét hất các bạn sẽ giảm lực tay dần về cuối đuôi. Đầu của hất phải ở dưới đường kẻ ngang các bạn nhé, vì hất từ dưới hất lên trên mà. Chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa. Phẩy chấm từ trên xuống dưới, bẻ góc độ. Đuôi của nét chấm dài phải buông nhẹ đi xuống phía bên dưới và thanh đậm phải lộ rõ trong nét phẩy chấm này. Chúng ta sẽ cùng viết nét ngang ngắn gập phẩy. Đây là một nét có phần gập cũng khá là khó. Phần gập này được viết giống như nét ngang phẩy. Tuy nhiên tới phần giữa của nét ngang, đây hơi dừng bút lại một chút này, uốn nhẹ từ trên xuống dưới theo hình dáng là một nửa hình chữ S. Các bạn nhớ một nửa hình chữ S chứ không phải là hình chữ S hoàn chỉnh, vì nó không có móc ở phần phía cuối đuôi các bạn nhé. Phần gập nó sẽ có cắt góc gập hai bên đầu nhọn như thế này và đầu gập nó sẽ đậm, tạo ra nét thanh đậm rất rõ trong trong cái nét chữ này nhé. Nét này thường được kết hợp với lại nét mác ngang để tạo ra bộ quay xước. Chúng ta khởi bút một nét ngang ngắn, bẻ gập đi nhẹ xuống dưới sang tay trái này, sau đó lại bẻ gập sang tay phải này, tạo ra góc buông của nó khoảng 90 độ. Sau đó phẩy nhẹ từ trên xuống dưới, phẩy này là phẩy dài, đây là nét ngang gập gập phẩy dài. Hai phần gập này sẽ thẳng hàng với nhau nhá, gập trên và gập dưới các bạn nhá. Phẩy phía bên dưới sẽ được viết là phẩy dài. Đấy, cho nên các bạn cần chú ý. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết nét mác ngang trong thư pháp. Chúng ta khởi bút cắt nét, đưa nhẹ từ dưới lên trên, tới đường kẻ ngang thì quay đầu đi xuống. Thân nét giảm lực tay, sau đó lại tăng nhẹ lực tay lên ở cuối đuôi. Đấy, nhấn và vuốt nhẹ sang bên trên, lên phía bên tay phải như thế này.
Ở đây chúng ta thấy là đầu của nó sẽ được viết cao hơn so với đuôi, vì đuôi sẽ được viết thấp hơn các bạn nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết nét mắc nghiêng. Chúng ta khởi bút là một nét chấm cắt nhẹ, giảm lực tay, kéo từ trên xuống dưới. Đấy, và vuốt nhẹ ra từ từ ở phần đuôi của nét mắc này. Nhớ là đuôi của nét mắc nghiêng thì sẽ được viết hơi ngang ra một chút, còn mắc ngang thì chúng ta lại hơi chách nhẹ đuôi lên trên. Hình thái của nó được viết dựng và nghiêng nhiều hơn so với nét mắc ngang.